mọi người, mình là Thủy, giảng viên của Zen Academy ha. Hôm nay mình sẽ livestream một mẫu Valentine sớm nha. Nhưng mà Valentine mẫu này thì không phải là tông hồng, tông đỏ gì hết. Hôm nay mới phát hiện ra một cái màu bữa giờ không có thấy, không có để ý mọi người. Một cái màu bột khá là xinh. Đây, màu số 74 ha. Thì hôm nay sẽ sử dụng cái màu này để làm một mẫu Valentine cho mọi người xem luôn. Rồi đợi vào đông đông xíu đi, làm sẽ bắt đầu làm luôn nha mọi người. Rồi đợi vào đông đông xíu em sẽ bắt đầu làm cái mẫu này ha. Hello mọi người, hello mọi người vào xem mẫu Valentine sớm nha. Valentine này thì tông hơi tối tối xíu chứ không phải là màu hồng màu đỏ gì đâu nha mọi người. Thường thì những cái mẫu Valentine cũng không nhất thiết là phải làm những cái màu đó, làm những cái màu này thì nhìn cho nó lạ mắt chút xíu ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm luôn ha. Rồi, cho chị mượn cái tay. Ok, cái màu nền hôm nay thì em sẽ sử dụng màu 207 của G-Gel ha. Đây, màu 207, một cái màu nude như thế này ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn để em lau sơ nó một cái ha. Lau nó bằng cồn một cái mọi người, tại vì tránh mất thời gian của mọi người cho nên là em cũng sơn sẵn cái màu gel lên trên móng tay của mẫu luôn rồi ha. Thì mình chỉ like design thôi, hướng dẫn mọi người dặm cái ombre ha. Ombre bằng bột. Ok, bây giờ mình sẽ đợi nó khô xíu rồi mình sẽ lấy một chai bay nè, bay ha. Màu nền là màu số 207 của G-Gel nha mọi người, G-Gel. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn ngón đầu tiên. Không biết mọi người sao chứ em ghét đang đụng vào treo mà nó bị dính cái mấy cái bụi lắm nha. Nhưng mà những cái đó thì mình không thể nào tránh khỏi, tại vì mình làm, mình gắn móng á, mình vuỗ sáp á thì bụi nó sẽ ra. Nhưng mà cho dù mình có phủ sạch sẽ đi chăng nữa thì bụi nó vẫn bay ở trên không trung á mọi người. Khi mà mình sơn ít nhiều gì nó cũng sẽ bị hạt ở trên cái mặt móng. Hiện tại là em đang sơn bay nha mọi người. Sơn bay. Ok, sơn luôn ngón này ha. Màu đẹp quá, mai đổi cho em nhé cô. Phá không à. Để mọi người đợi xíu để sơn xong rồi cho mọi người xem lại cái mẫu hôm nay live ha. Hôm nay live thì mẫu design hôm nay thì nó cũng hơi nhiều, nhiều dụng cụ, nhiều đồ dùng chút xíu ha. Quá trời lòng. Khi mình sơn á mọi người, cái bụi ở trên cái bề móng là không thể tránh khỏi nha mọi người. Gắn móng á, gắn móng xong mọi người vuỗ á cũng sẽ bị bụi ở trên cái bề mặt. Chịu khó mình à sơn kỹ kỹ tí ha. Rồi em sẽ chườn ngón giữa ra nha, nghe giọng giống cô Thủy quá. Đâu phải cô Thủy đâu. Ai á, không phải cô Thủy. Nghe giọng giống cô Thủy quá nữa chứ. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Hôm nay mình sẽ design một mẫu Valentine. Chưa có Tết nữa là mình qua Valentine luôn. Càng lớn nghe Tết thấy càng rậu á mọi người.
Thế tới là thấy Lobo thấy nhiều công chuyện tới rồi. Nhỏ thì mê Tết lắm, bây giờ Tết không biết sao chứ Tết ở Việt Nam hiện tại bây giờ nó cũng hơi chán á mọi người, nó không còn như hồi xưa nữa. Tết ở đây á vắng, mọi người thi nhau đi về, về quê hết trơn à. Ở ngoài đường ngoài xá là vắng hoe luôn á. Cho nên là nó vui thì chú vui được cái ngày đêm giao thừa cho mọi người, Tết ta của mình á. Thôi nên thôi mình bỏ qua Tết khi mình nhảy qua Valentine luôn đi mọi người. Rồi bây giờ mình sơn cái base xong rồi thì mình phải, sẽ bỏ vào trong máy hơi mình hơi 5 giây ha. Trong khi hơi thì mình sẽ chuẩn bị cái hũ bột clear ha. À bột clear, nhầm, đây hũ bột clear ha, cái crystal clear ha. Hello cô Thủy, hello Trúc nha, hello mọi người, chia sẻ livestream ra giùm cô nha. Ok bây giờ mình sẽ mở hũ clear ra và mình rắc lên những cái ngón mà mình đã sơn base ha, rắc lên nè. Những cái bạn mà trong cái lớp design thì cũng đã quá quen với cái mẫu này rồi đó mọi người. Rồi rắc lên một lớp mỏng ha. Sau đó mọi người cho vào máy hơ lại khoảng tầm 5 giây nữa nha. 5 giây nữa thôi, đừng có hơi khô quá nha. Cho mọi người xem lại cái mẫu hôm nay mình sẽ like đầy. Cái mẫu khá là xinh ha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ phủi nè. Phủi đi, phủi nhẹ nhẹ thôi ha. Phủi xong thì mình sẽ đi tới cái bước dặm màu. Màu hôm nay mình sẽ sử dụng là màu 74 của Spring and Summer nha. Đây nè, cái màu nó hơi xanh xanh, màu dạng màu hơi navy mà nó hơi nghiêng về xanh xanh lá xíu mọi người. Ok bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một cái cọ lemon, cọ cọ ombre mọi người. Đây cái đầu cọ nó sẽ như thế này ha. Bây giờ mình sẽ dặm zoom lên cho mọi người thấy rõ nè. Dặm từ dưới dặm lên ha. Để cho cái bột của mình nó bám á, thì mọi người hơ cho nó còn ướt ướt tí xíu. Hơ tầm 5-10 giây thôi. Rồi mình sẽ tán vô. Thì khi đó mình tán thì nó sẽ bám hơn. Cái màu bột này nó sẽ lên tới tầm khoảng 50% 60% cái móng ha. Lên trên. Mẫu này thì nó không khó nha mọi người. Nhưng mà bị cái nó hơi nhiều chi tiết xíu. Mọi người có đang coi livestream mọi người bới tô cơm ra ngoài ăn coi dần dần là vừa ha. Muốn nó đậm hơn thì mình có thể dặm cái phần đầu móng này, và có thể bỏ vô trong đây. Dặm từ từ nó sẽ đậm lên nha mọi người. Ok. Rồi, qua tới cái ngón này ha. Mình cho nó đậm thêm chút xíu nè. Để cho nó bằng cái màu bên kia. Cái ngón này nhiều khi mình dặm lên một lần mà mọi người thấy nó nhạt quá thì mọi người cũng đừng có hết hồn nha,
Mọi người dặm từ từ nó mới thấm cái bột vào trong cái nền base mà mình hồi nãy mình hơ. Cứ cứ tán từ từ lên nha. Tầm khoảng 50-60% cái móng. Khi mình dặm như thế này nè, cái bột nó mới miết vào cái phần bột clear ở bên dưới với lại cái lớp base ở bên dưới thì nó mới lên màu lên được. Muốn nó đậm thì mình sẽ dặm ở đầu móng này, hoặc là mình có thể bỏ vào trong cái hũ mình dặm ha. Chịu khó tán chút xíu là nó ra cái màu đậm y chang như là cái màu mà mình ở trong hũ luôn á. Thường thì mọi người nghĩ là cái bột này nó sẽ vào ly quịch nó sẽ đậm đúng không, nhưng mà mọi người tán cái này một hồi á, tán lâu lâu xíu cho cái bột nó đều xíu rồi cái màu nó cũng đậm y chang vậy đó mọi người. Cho nó chuyển màu lên ha. Rồi qua tới cái ngón này. Trừ ngón giữa ra nha mọi người, ngón giữa một lát mình sẽ làm cái khác. Cái màu này bữa giờ mới thấy mọi người, do hôm nay mới chưng mấy cái bột lên trong cái phòng studio, vô tình thấy cái mẫu này là mới mới khui ra luôn mọi người. Test lên trên đây luôn. Mẫu Halloween nhưng mà em không thích làm cái tông màu hồng. Không thích màu hồng cho lắm cho nên làm mà màu xanh. Em có niềm đam mê với cái chấp niệm với màu xanh đó mọi người. Rất là thích màu xanh luôn. Tất cả các thể loại xanh. Nè, nó sẽ chuyển màu từ từ nè mọi người thấy không? Muốn cái đầu móng đậm thì mình dặm nhiều hơn một xíu, hoặc là có thể bỏ vô trong đây luôn ha. Ok, bây giờ nó sẽ chuyển màu rồi. Qua tới cái ngón cái. Cứ làm liên tục vậy đó mọi người. Cái ombre này mọi người làm á, khi mà mọi người làm đúng cách rồi á, cái hiệu ứng ombre của nó ra nó còn đẹp hơn mình dặm treo nữa đó mọi người. Nó rất là mịn luôn á, nó rất là mịn luôn ha. Nhiều khi treo nó còn không mịn bằng mình dặm cái bột này đó đó. Lên cái màu rất là tự nhiên luôn. Mà thường á là mọi người dặm ombre này mọi người chọn những cái màu bột mà nó không có nhũ á, dặm lên nó đẹp hơn. Còn có nhũ thì hơi khó cho mình xíu. Dặm 10 ngón cũng mỏi tay lắm nha mọi người. Không phải một lần nó lên màu liền đâu nha. Dặm từ từ. Mọi người cứ lấy cái cọ mình này mọi người dặm mới được nha. Mọi người lấy mấy cái cọ khác đó, nó không có cái độ bằng ở cái phần đầu nè, khó dặm lắm. Ok, lên tới 50-60% cái móng là mình dừng là được rồi đó mọi người. Xong rồi thì mình sẽ phủi ha. Phủi. Rồi, giờ mình bỏ cái này qua một bên đi. Bây giờ mình sẽ làm ngón giữa.
Trước khi mình làm thì mình sẽ lau cái cồn lại. Lau cái cồn lại tại vì nãy giờ mình dặm nó cũng sẽ bị dính vào cái móng này ha. Rồi, cái ngón giữa thì em sẽ sử dụng cái hollow dust nha mọi người. Này, cái hollow dust. Thì cái này á, cái cách làm của nó cũng tương tự giống như là mình tráng gương vậy đó ha. Mình cũng sử dụng cái top. Mọi người cũng sẽ sử dụng cái top để mình sơn lên một lớp ha. Mỏng thôi mọi người, sơn lên một lớp mỏng thôi. Lớp bóng nha mọi người. Sơn lên một lớp thiệt là mỏng. Rồi sau khi sơn cái top xong, nhớ vuốt hai bên lại nè, mình bỏ vô hơ tầm khoảng 10 giây nha. Bôi mát lên hay bôi bóng lên rồi rắc bột hả chị? Bôi à, cái này thì mình bôi cái base á, xong rồi cái mình rắc cái bột lê lên, xong rồi hơ lại 5 giây rồi mình mới rắc cái bột này lên nha. Rồi lấy cái tay em chị. Để làm xong món này thì nhắc lại cho mọi người mấy món kia. Bây giờ mình phủi cái cọ lên mình hồi nãy thật là sạch nè ha. Đừng có để cho nó dính cái bột mấy cái màu xanh hồi nãy. Còn nếu được thì mọi người sử dụng thêm cây nữa. Rồi cái hồ đất này thì nó cũng cái hạt của nó giống như cái tráng gương vậy, nhưng mà nó sẽ to hơn tí ha. Thì cách thức mình làm thì mình cũng sẽ hơi giống như vậy. Rồi mình dặn ngay giữa nè, dặm ngay giữa. Dặm ngay giữa. Thì cái hạt kim tuyến này nó sẽ rất là mịn và nó sẽ bám ở dưới cái bề mặt móng luôn ha. Rồi, bắt đầu mình sẽ lan nó ra từ từ. Lan nó ra từ từ. Sau đó mọi người bỏ vào hơ lại tầm khoảng 30 giây dùm em nha. Tầm khoảng 30 giây em bỏ vô hơ lại chị. Để gì mọi người biết không? Để cho cái top ở dưới của mình nó khô hẳn đi, những cái chỗ mà mình không dặm á, để cho nó khô hẳn đi. Sau đó mình phủi nó không có bị dính ha. Đây nè. Nhắc lại nha, cái mẫu ombre này á, thì mình sẽ ombre bằng cái base. Mình sơn một lớp bay lên, sau đó hơ 5 giây và cho cái bột clear lên trên. Bỏ vào hơ 5 giây nữa. Và mình sẽ dặm cái màu. Cái màu này bằng cây cọ lim mình ha. Cọ ấm rế mọi người, cọ này nè. Ok, em lấy ra anh chị. Rồi sau đó mình sẽ phủi ha. Phủi bụi đi. Thì khi mà mình phủi cái này á, nó sẽ không bám vô những cái chỗ này nha mọi người. Tại vì mình đã hơ khô cái chỗ này rồi, nó chỉ bám vô những cái chỗ mà nó ướt thôi. Rồi sau đó mình sẽ phủi sạch sẽ những bên kia luôn. Bây giờ mình sẽ sơn để mình giữ cái nền lại. Thì những cái ngón mà hồi nãy mình dặm cái màu bột á, thì mình sẽ sơn một lớp base ha. Sơn thêm một lớp base nữa. Tại vì cái bột này á là mình dặm bằng cái bay, cho nên nó không có giống như là liquid, nó không có chín cái bột, nó cũng không có mịn cái bề mặt, cho nên là cái bề mặt nó vẫn còn để lại cái lớp sần nhẹ nhẹ. Thì khi mà mình muốn vẽ cái gì trên đó thì mình cũng phải sơn một cái lớp bay trước ha. Rồi để cho cái bề mặt của mình á, nó mịn trở lại, nó phẳng trở lại. Rồi mình muốn vẽ cái gì thì mình vẽ ha. Chứ nếu mà mọi người để không mà mọi người vẽ trực tiếp lên á, thì cái nét vẽ của mình nó sẽ bị loang nhá, tại vì cái bề mặt nó không có mịn mà. Ok,
Cái móng hiện tại em đang sử dụng cho mẫu là móng úp nha mọi người, móng úp úp bằng gel nha, gel X. Phải bay của Juno hả em? Bay khác có được không? À, bay khác cũng được chị ơi, nhưng hiện tại em đang dùng bay của Juno thôi. Mọi có thể dùng bay khác cũng được nha, cái này không bắt buộc nha. Cái nào cũng được nha, em đang xài đồ của Zonal hết cho nên là em sơn cái base của Zonal luôn ha. Cái này đang hướng dẫn mọi người cái cách mà cái kỹ thuật mà mọi người làm thôi, chứ mọi người dùng sản phẩm gì cũng được hết. Giữa mình cũng chừa ra, mình không có cần sơn bay nó giữa ha. Rồi sơn bốn cái nhớ là sơn cho nó mỏng mỏng thôi, sơn dày quá lát nó bị mất cái shape ha. Đó, mọi người thấy cái ombre bột mà mình dặm nó đúng dây đúng kỹ thuật là nó sẽ rất là mịn ha, nó mịn hơn mình làm treo luôn đó mọi người. Rồi, ok bây giờ mình sẽ tầm 30 giây đi. Bữa nay bên Journal có móng than rồi hả cô? Chưa có móng than nha, cái này là cái móng cũ. Hiện tại là Zona đang hết hàng cái móng này. Hello cô Thủy, hello anh Hưng. Hello mọi người, chia sẻ cái livestream giùm em nha. Rồi. Màu cái màu của cái nhũ chính giữa là Holodust nha mọi người, đây. Nó gần giống như kim tuyến, nó nằm ở giữa cái kim tuyến với lại cái tráng gương. Là cái hãng nó sẽ mịn hơn kim tuyến nhưng mà to hơn tráng gương, nó gọi là Holodust nha mọi người. Đây nè, cực kỳ bám trên cái bề mặt móng luôn. Rồi sau khi mà bay xong thì mình sẽ sơn top ha. Bây giờ em muốn vẽ lên trên cái mặt móng này thì em sẽ sơn top lì. Top lì. Tùy mọi người, có thể top bóng cũng được ha. Top lì lên. Do mình sơn khá là nhiều lớp cho nên là mỗi lớp như vậy mọi người sơn cực kỳ mỏng thôi. Sơn xong nhớ vuốt lại cái shape để thôi nó mất shape của mình ha. Móng giữa thì dặm Holodust rồi mà sơn tấp lì cũng như không, cho nên là em sẽ sơn tấp bóng cái móng giữa nha. Ok. Holodust nó cũng có rất là nhiều màu á mọi người, khá là nhiều màu. Rồi, một cái luôn ha. Mọi người chia sẻ livestream nha, còn không thì mọi người có thể lưu cái livestream này lại, sau khi mà xong á thì mình có thể để dành sưu tầm cái mẫu này trong cái bộ sưu tập Valentine của mình ha. Rồi ngón giữa thì mình sẽ sơn một lớp top tấp bóng. Rồi sơn kỹ nha mọi người. Rồi em cho vào hơi giùm chị. Rồi.
Này, cái mẫu này hôm nay ha. Có vẻ 3D luôn nha mọi người. Mọi người có thấy tối không ta? Có thấy tối không? Mọi người thấy tối thì mọi người nói em để em chỉnh cho nó sáng lên xíu nha. Bệnh hoài luôn á, bây giờ là bệnh hoài luôn. Bệnh liên tục. Rồi, xong rồi ha. Xong rồi thì mình sẽ bỏ vô hơi lại. Thêm lần nữa nó hay quá. Bỏ vô hơi lại. Em bỏ vô hơi lại lần nữa cho nó chắc mọi người, tại thấy cái bề mặt nó còn hơi rít á. Nếu mọi người muốn chắc cú á, để một lát mình vẽ lên nó không có bị gì hết á, thì mình có thể lấy cái giấy lau treo mình lau lại cái bề mặt sau khi mà mình đã hơ nha. Rồi mình muốn vẽ cái gì lên thì mình vẽ nha. Lau lại cái bề mặt nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào vẽ. Vẽ thì hôm nay em chỉ sử dụng một màu trắng thôi. Màu trắng là cái cọ quen thuộc ha. Đây. Màu trắng. Và cái cọ lai quen thuộc. Vẽ từ bên trái qua nha mọi người, vẽ từ ngón út vẽ lên nha. Mình sẽ vẽ từ ngón út vẽ lên. Tại vì nếu mình vẽ bên phải xong mình vẽ bên trái là một hồi cái tay mình nó đè vô là nó dính nha. Thưa chị cẩn thận. Mọi người thấy rõ không ta? Này. Uống lượng nha. Uống lượng này là nghề của em đó mọi người. Bữa giờ là đang chạy lớp design ở Việt Nam. Mấy bạn học cũng khá là chọn biết, mấy bạn học cũng khá là đông nha. Mình cho mấy bạn vẽ mấy cái mẫu mà uống lượng rồi mấy bạn kêu trời không, cô ơi vẽ muốn nín thở luôn. Cũng vui lắm người. Long hả? Hello, hello Long. Hello Long. Rồi, cho nó uống lượng hoàng ngoại lên nha mọi người. Rồi, sau đó sẽ vẽ trái tim vào đây. Trái tim nó thường là mọi người lấy cái chấm bi á, mọi người chấm hai cái chấm xong mọi người vẽ cái trái tim này. Em lười quá, vẽ trực tiếp vô luôn. Cho nó nhanh đi. Em thấy em vẽ cái này nhanh hơn là lấy cái chấm bi vẽ đó. Thêm một chút tim ở đây nữa. Chút tim mà hai bên nó phải cân đối nha mọi người.
Các bạn lớp design có trong đây không ta? Vô trả bài nè. Vô coi trả bài mỗi trái tim nè. Rồi nó này chừa ra. Giờ nó này em sẽ vẽ luôn ha. Rồi để nó hơi xíu à. Con này sẽ vẽ chữ lớp nha. Cái cọ mọi người càng mỏng thì mọi người đi những cái mẫu này nè, những cái nét vẽ cái chữ rồi nè càng đẹp nha. Cái móng to thì mình ghi cho to ra xíu. Tại vì một lát em sẽ rắc lên cái chữ này nữa cho nên em sẽ đồ cho nó dày ra xíu nha mọi người, để lát rắc mọi người còn thấy được cái nhũ. Chứ vẽ mỏng vẽ thì được rồi đó, nhưng mà lát rắc lên không thấy gì hết trơn. Thường là em sử dụng cái bột mà em rắc lên trên á, làm vẽ cái chữ mấy cái đường line nó sẽ hơi hơi dày hơn bình thường một tí. Rồi vẽ luôn cái trái tim ở đây luôn ha. Tim nhỏ nhỏ. Coi chừng nó dính mé à. Mấy cái nét kia nha mọi người. Bởi vì á, học viên em mà học vì sao học vẽ, em lúc nào cũng nhắc là vẽ bên trái trước. Tại vì đang cầm cây cọ bên tay phải á mọi người. Cái mình vẽ bên phải xong cái một lát đây cái nó dính cái nét vẽ của mình là nó hư luôn nha. Rồi ở đây nghe cô thấy dễ thương. Hello Quyên. Hello Tuyền. Mình cái đây coi design nè Tuyền ơi. Mai trả mẫu nha em ơi. Lên đòi mẫu trên livestream luôn. Mọi người có thể sử dụng cái những cái mẫu này, những cái nét này mọi người có thể sử dụng cái chai cọ nét trong cái lạc treo cũng được, nhưng mà em muốn vẽ hết luôn xong em rắc thì cứ sử dụng cái treo ở trong cái hũ, tại vì nó sẽ đặc hơn và nó sẽ đỡ chảy hơn khi á mọi người đi, cái nét nó cũng sẽ nét hơn. Trái tim chứ ơi rồi đi. Vòng qua lượn lại rồi đó. Mấy cái khúc mà vẽ mà lượn này lượn kia, cái cỏ nó cũng quan trọng lắm nha mọi người.
mới chờ có một cái và cô bắt trả bài rồi. Sao bố con bé dám chờ này ai nói mới chào con gái cô bắt cho bài nữa ai biết đâu mà chết che lỡ miệng rồi trả bài quen á mọi người có quen á đi đâu đòi nợ rồi đi đâu là không về trả bài đi trả mẫu đi nó hí học viên sợ luôn hèn chi nói con câu à chào con câu mà rồi trả bài nó không trả lời nữa luôn chờ hai cái đi cô thủy không bắt trả bài nữa đúng rồi phải chào hai ba cái rồi chào hai ba lần vậy mới được chào một cái là bắt trả bài đó đi chơi chứ Tuyền là mấy học viên mà sắp sửa tốt nghiệp cái lớp design mọi người bạn cũng có khiếu vẽ lắm á cũng ngày đầu vẽ cũng trầy trật dữ lắm nay học tới cái mẫu cuối rồi cũng gần sắp xong rồi vẽ từ từ nó cũng quen thật ra là người có khiếu bẩm sinh á, thì cũng ít lắm mọi người đa số một phần á, như em hồi xưa vẽ cũng xấu chứ không phải được như giờ đâu hồi xưa vẽ ghê lắm mọi người bây giờ coi là mấy cái hình mà hồi xưa mới bắt đầu học vẽ trời không dám coi luôn á mọi người là để trên Facebook á mọi người là chỉ coi mình luôn để chỉ mình tôi để chế độ chỉ mình tôi là một mình tôi coi thôi không dám show cho ai coi hết ghê quá ghê lắm mọi người mà không hiểu sao hồi xưa vẽ vậy là đẹp đó mọi người nên là mọi người cũng đừng có ngại nếu mà mọi người không có khiếu vẽ hay là như thế nào ha mình chủ yếu là mình luyện từ từ đó cái này cần cù nó bù thông minh mọi người có nhiều bạn nó học bột quen rồi nó dạy xong rồi vẽ nó khó dữ vậy cô tại vì nó cần cái sự tỉ mỉ á bữa giờ là nghe không biết bao nhiêu bạn đây rồi đó cái này khó quá ngồi làm đau lưng đau cổ đau lưng lá chân mà cái gì cũng vậy mọi người làm quen tay rồi nó khác nhưng mới ban đầu mọi người học bột á mọi người không biết gì về nó mọi người học mọi người cũng mệt mỏi á cũng bị hành thì mình qua môn nào môn mới cũng bị hành cho nó quen đi vừa bị môn bẻ hành mà vừa bị cô thủy hành trả mẫu rồi vẽ tới cái ngón út nó vẫn còn chưa có loang nữa nè mọi người vẫn là nét như Sony rồi bây giờ mình sẽ rắc cái nhũ lên cái nhũ rắc hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái white sand này nha mọi người white sand nó giống cái na ná cái rainbow sand gì đó nhưng mà cái này nó không có nhũ không có ánh bảy màu xin lỗi mọi người không có ánh bảy màu nha chứ không phải không có nhũ nha giờ mình sẽ lấy cái đồ rắc nha mình rắc lên ngón giữa rắc lên ngón này ok rắc lên cái ngón này luôn rồi bỏ vô hơi 30 giây nha hơn chị đặt lịch thủy trần làm nail tách mọi người không biết ở bên nước ngoài sao nhưng mà mọi người ở Việt Nam á giờ ai làm thợ ở Việt Nam chắc cũng bút chắc cũng full lịch nè cũng cận kề tết tới nơi đó mọi người như hồi xưa em làm tiệm em biết tầm này là khách bút
sắp sửa full không đó, mà thường là khách dồn vào những cái ngày gần Tết đó, cận Tết đó, 28, 29, 30 rồi đó. Ngày khách mới làm không, tại vì người ta còn ở ở Việt Nam, người ta còn dọn dẹp rồi này kia nữa đó mọi người. Người ta sợ móng tay quá không còn mới. Cho nên là thường là khách đặt là chỉ dồn vào những ngày đó thôi. Làm là xỉu luôn, những cái ngày đó làm là không không thấy mặt trời luôn mọi người. Như có một cái những cái kỷ niệm mà Tết mấy năm trước em có làm tiệm á. Mấy cái ngày cận Tết là sáng thức dậy 8 9 giờ là bắt đầu nhận khách ha. Nhận khách xong rồi ngước lên nhìn đồng hồ lúc đó là 10 12 giờ đêm rồi đó mọi người. Mọi người có tin không? Mà mình nhận khách là mình đã hẹn khách là 9 giờ không không có nhận nữa rồi đó. Mà mình ngước lên đồng hồ là 12 giờ đêm chưa ăn một cái gì luôn. Là lúc đó là muốn xỉu luôn. Có Tết năm 2021 đó mọi người. Là làm em làm muốn xỉu luôn á. Nhưng mà thường là mấy cái mùa Tết này nè, là nail là hốt bạc. Giống như mấy cái mùa lễ này kia ở bên nước ngoài vậy đó mọi người. Rồi cái ngón này thì em sẽ vẽ hoa 3D nha. Hoa 3D. Mình sẽ sử dụng một cái màu bột của Xenon đây. Extremely White nha, Extremely White. Rồi mình vẽ hoa nổi 3D. Cô nói vậy là cô full lịch rồi đúng không? Cô có bận tối mày tối mặt không có thời gian làm nail cho mình luôn nó chứ full lịch cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ một bông, hai bông đi ha. Hai bông hoa nổi đi. Ok, em sẽ đặt một cái bông vào đây. Bột này nó cũng có nhiều công dụng, nhưng mà đắp được, điếc được, vẽ hoa nổi được ha. Nhưng mà đối với cái hoa nổi, cái ly quỳt này á, mọi người phải pha thêm một chút xíu acetone vào, tại vì cái bột này là cái bột dẻo ấy. Ha, mà ngồi trong thời tiết lạnh nó cũng sẽ chảy nữa, cho nên á, mình nặng hoa nổi mình sợ cái cánh nó bị chảy á, thì mình phải pha thêm acetone vào nha, không thôi là cái bột này nó sẽ chảy không kiểm soát được, nó lâu khô lắm mọi người. Phải đợi, nó không giống như bột nó cần cái độ dẻo lâu khô đắp bột đó mọi người. Còn hoa nổi thì mình làm cho nhanh chứ, bỏ thêm acetone vô thì nó sẽ cứng nhanh hơn, cứng cái bột mình nhanh hơn. Ok, bông này đặng Linh. Cảm ơn chị Linh. 10 bông đi cô, trời ơi xỉu luôn, xỉu luôn. Nguyễn Hoàng em chúc pha tỷ lệ bao nhiêu thì được cô? Pha tỷ lệ bao nhiêu hả? Ví dụ như mình lấy liquid 10 đi, mình pha cái acetone tầm 3-4 thôi. 3-4 thôi ha. Tùy theo mình đang ngồi ở trong cái phòng nó như thế nào. Nó ví dụ như lạnh quá thì mình pha tầm 3-4 đó mọi người. Còn nếu mà mình ngồi trong cái thời tiết mà nó không quá lạnh thì mọi người pha chừng 2 thôi. 2 là 2-3 giọt đó nha mọi người. Hello cô Thủy, hello chị Quyên. Nó hơi chảy cho nên là mọi người đợi nó xíu là mọi người hãy kéo cái cánh nó ra ha. Kéo cái cánh ra. Em đợi lớp hoa bột đi. Quá trời bận với cái lớp design rồi, không có thời gian luôn. Bữa giờ mấy anh chị cũng hỏi cái lớp hoa nổi cũng khá là nhiều quá. Hoa 3D nè mọi người. Không có thời gian cho mọi người. Rồi ở đây thêm một cánh nữa.
kéo vào trong, kéo về một hướng hết ha. Mọi người cứ để nó ráo ráo xíu đi, rồi mọi người hãy hãy đập cái cánh nó xuống. À, để cái khăn giấy màu trắng ở đây nó hơi bị tối phải không? Hơi bị tối nên phải lấy ra. Trời ơi, tao nói chuyện mà cái cục bột nó khô nè. Nó chỉnh cái góc quay cho mọi người, cái nền màu trắng bỏ cái tờ khăn giấy vô nó hơi tối, chỉnh cái cục bột nó khô luôn à, cứu tôi. Rồi mình sẽ thêm cái cánh nhỏ vào đây nữa, cái góc này nó nhỏ quá nên cẩn thận nha mọi người, nó chảy cái là nó dính cái cánh kia luôn ạ. À, kéo một điểm này. À, hoa nổ thì cũng vui đó mọi người. Em đã lớp hoa bột, bữa giờ muốn về lại cô biển vui à? Đó, tôi mới trả lời rồi. Em cũng đang lót lút mà hóng, em chút. Em đang hóng gì chút? Em hóng cái gì? Cô bây giờ cô chờ em qua cái lớp design bữa giờ luôn đó. Chút hóng cái gì vậy? Hóng lớp hoa này, hoa 3D đó hả? Rồi bây giờ ước gì ngày có 48 tiếng nữa. Lên mẫu dạy được dạy hết rồi mọi người. Thấy mọi người hỏi nhiều quá, mọi người cũng muốn học nhiều quá. Thực sự thấy mọi người muốn học mình cũng thấy ham của mọi người. Mà không có thời gian. Làm là phải làm ra bài bản này kia luôn, chứ không phải là làm qua la được. Cũng phải lên mẫu trước, rồi cái mẫu này nó phải liên kết với mẫu kia. Các bạn muốn dạy là dạy nè mọi người. Ở đây thêm một cánh nhỏ nữa. Cái lúc nó đang ướt thì mình kéo cái cánh nó cho nó ra nhọn luôn ha. Hóng lớp 3D cái học liền. Để còn báo cô Thủy thêm miếng nữa. Trời ơi, nghe mà thấy em khi học biết là muốn ra trường luôn. Học viên của em ở đây toàn học xong rồi không muốn ra trường lắm mọi người, kêu về nhà buồn quá, đi học với người quen rồi mà thiệt. Nhà nghỉ làm ở nhà mà lâu xíu là cũng nhớ trường nhớ lớp đó mọi người. Cái cũng buồn buồn cái tay, cũng phải lôi đồ ra làm. Học viên em nó là sao là nhớ gặp nhau là nhức đầu. Nhức đầu lại làm hoài không mâm hổ. Cho nó hướng về một điểm ha. Ok. Mọi người chờ đi, xong cái lớp này là cái lớp là có cái lớp 3D cho mọi người. Chờ tôi đi. Ok, bây giờ mình sẽ đính đá nha mọi người. Đính đá lên. Bây giờ kiếm không thấy cái hũ treo đính đá đâu, lấy kẹo đính luôn.
Đính đá, anh em sẽ đính đá màu trắng và cũng hơi tông xanh xíu mọi người. Em thích vậy đó, thích làm tông sệt tông vậy đó. Nhìn cho nó đẹp. Đính bằng keo ha. Đính đá thì nó có nhiều loại, mọi người có thể đính bằng keo cũng được, đính bằng treo cũng được, tùy mọi người thôi. Nhưng mình đính bằng keo, biển cái mình đính bằng keo thì mình phải đính nhanh tay lên. Mình đính mà chậm quá là nó khô queo. Keo này sơ hở là khô nha. Rồi rải thêm mấy viên đá nhỏ nhỏ trên đây một xíu. Khi mình đính mấy cái đá mà nhỏ, mọi người xác định là mọi người đính một cái viên đá đó ha, nó nhỏ tầm này đi, thì mọi người chấm cái giọt keo hoặc là lấy cái treo á, nó cũng nhỏ hơn hoặc là bằng cái viên đá mình đính thôi, chứ đừng có lấy cái keo với lại cái treo nó nhiều quá nha. Ví dụ như mọi người sử dụng cái keo mọi người đính, mọi người lấy nhiều quá là một lát nó sẽ có hiện tượng như thế nào mọi người biết không, nó bị trắng cái đá, cái hơi keo nó bốc lên đó mọi người, hơi keo nó bốc lên nó sẽ làm trắng cái đá của mình, nó không còn sáng nữa, cho nên nó không có đẹp nữa nha. Cẩn thận cái phần đính đá, nếu mà đính bằng cái keo, còn đính bằng treo thì cũng để vừa vừa thôi, nhiều quá là một hồi cái móng mình nó mất cái độ sáng luôn, cái đá mình nó mất cái độ sáng luôn. Ok, vậy là xong rồi đó mọi người, cái mẫu hôm nay vậy là xong nha. Đây sẽ cho mọi người xem thành phẩm cực kỳ xinh luôn, có Holodust, có cái Rainbow Sand, cái mà nhũ rắc đó mọi người, rồi có tán ombre nữa, đầy đủ, có hoa 3D luôn ha. Rồi ok, mọi người có thể sưu tầm cái mẫu này để làm mùa Halloween ha. Nếu mọi người không thích cái màu xanh này á, thì mọi người có thể đổi thành màu hồng, màu hồng, màu đỏ này kia, thì nó cũng ra một cái tông nó ngọt hơn xíu nữa, nó cũng rất là đẹp nha. Ok mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào thứ năm tuần sau thì sẽ lên một cái mẫu mới ha, có thể là một cái mẫu Valentine khác nữa, để mọi người để dành sưu tầm từ từ nha. Ok, bye bye mọi người.